Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Gợi ý trả lời câu hỏi trang 44, sách giáo khoa, bài 9, địa lý 12 Câu 1. Tính chất nhiệt đới của nước ta được biểu hiện như thế nào? Gợi ý trả lời Tính chất nhiệt đới của nước ta được biểu hiện đó là Tổng bức xạ lớn, lớn hơn 130 kcal trên cm khối trên năm Cân bằng bức xạ dương, trên 75 kcal trên trên cm khối trên năm. Nhiệt độ trung bình năm trên 202 độ C. Tổng số giờ nắng từ 1.400 đến 3.000 giờ trên năm. Nhiệt độ hoạt động từ 8.000 đến 10.000 độ C. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 44 sách giáo khoa bài 9 địa lý 12. Câu 2. Dựa vào bảng số liệu sau trong sách giáo khoa trang 44, nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ bắc vào nam, giải thích nguyên nhân. Gợi ý trả lời. Từ bản số liệu trang 44, ta có nhận xét như sau. Nhiệt độ trung bình tháng 1 và trung bình năm của các địa điểm có sự chênh lệch theo chiều hướng tăng dần từ bắc vào nam. Nhiệt độ trung bình tháng 7 giữa các địa điểm ít có sự chênh lệch. Nguyên nhân là do càng gần xích đạo, lượng bức xạ nhận được càng lớn. Miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông lạnh. Nhiệt độ trung bình tháng 1 có sự chênh lệch lớn. Nhiệt độ trung bình tháng 7 chênh lệch không lớn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ tháng 7 thấp hơn các địa điểm khác do có lượng mưa lớn. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 44 sách giáo khoa bài 9 Địa lý 12. Câu 3. Dựa vào bảng số liệu sau trong sách giáo khoa trang 44, lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên và giải thích. Gợi ý trả lời. Từ bản số liệu trong sách giáo khoa trang 44, ta có nhận xét và so sánh như sau. Lượng mưa thay đổi từ Bắc vào Nam. Huế có lượng mưa cao nhất, 2.868 mm. Sau đó đến thành phố Hồ Chí Minh là 1.931 mm. Hà Nội có lượng mưa ít nhất, 1.676 mm lượng bốc hơi tăng dần từ Bắc vào Nam. Hà Nội 989mm, Huế 1000mm và thành phố Hồ Chí Minh 1686mm. Cân bằng ẩm cao nhất là Huế, cộng 1868mm, sau đó đến Hà Nội, cộng 687mm và thành phố Hồ Chí Minh, cộng 245mm. Từ bản số liệu trên ta có giải thích sau. Hà Nội lượng mưa ít do có mùa đông lạnh, ít mưa, nhiệt độ thấp, lượng bốc hơi ít nên cân bằng ẩm cao hơn thành phố Hồ Chí Minh. Huế có lượng mưa cao nhất do bức chắn của dãy Trường Sơn và Bạch Mã, lượng bốc hơi nhỏ nên cân bằng ẩm ở Huế cao. Thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn Hà Nội do ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Tây Nam, hoạt động của dãy hội tụ nội chí tuyến mạnh, nhiệt độ mùa khô cao nên bốc hơi nước cũng mạnh vì thế cân bằng ẩm thấp hơn ở Hà Nội. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 44 sách giáo khoa bài 9 địa lý 12. Câu 4. Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. Gợi ý trả lời, miền Nam có hai mùa gió chính, đó là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió mùa mùa đông, thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, phạm vi hoạt động phía bắc dãy Bạch Mã hướng đông bắc tây nam tính chất nửa đầu mùa đông lạnh khô nửa sau lạnh ẩm gió mùa mùa hạ thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 phạm vi hoạt động cả nước hướng hai luồng gió cùng hướng tây nam thổi vào nước ta tính chất đầu mùa hạ khối khí từ bắc Ấn Độ Dương xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng nam bộ và tây nguyên khi vượt qua dãy trường sơn và các dãy núi dọc biên giới việt lào tràn xuống vùng đồng bằng ven biển trung bộ và phần nam của khu vực tây bắc khối khí này trở nên khô nóng giữa và cuối mùa hạ gió mùa tây nam nóng ẩm cùng giải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho cả nước do áp thấp bắc bộ gió đổi hướng đông nam tạo nên gió mùa đông nam ở miền bắc nước ta hệ quả tạo nên sự phân mùa rõ rệt ở các vùng ở miền bắc có mùa đông lạnh khô, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. Ở miền Nam có hai mùa, mùa khô và mùa mưa ẩm rõ rệt. Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô. Bài 10. Thiên nhiên, nhiệt đới ẩm gió mùa, phần tiếp theo. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 47 sách giáo khoa bài 10 Địa lý 12, câu 1 hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình sông ngòi ở nước ta. Gợi ý trả lời. A nhỏ, địa hình, quá trình xâm thực ở miền núi. Trên sườn dốc, địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi, trơ sỏi đá, xảy ra hiện tượng đất trượt, đá lở. Ở vùng núi, đá vôi hình thành địa hình cát với các hang động, suối cạn, thung khô, vùng thềm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lũng rộng bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông vật liệu xâm thực ở đồi núi được bồi tụ nhanh chóng ở các đồng bằng hạ lưu sông mỗi năm đồng bằng sông hồng và sông cửu long lấn ra biển vài chục đến gần trăm mét bê nhỏ sông ngòi nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc hai ba trăm sáu mươi con sông dài trên 10 km Sông nhiều nước và dầu phù sa 60% lượng nước từ ngoài lãnh thổ Tổng lượng phù sa hàng năm là 200 triệu tấn Chế độ nước theo mùa Mùa mưa trùng với mùa lũ Mùa khô trùng với mùa cạn Gợi ý trả lời câu hỏi trang 47, sách giáo khoa 30, địa lý 12 Câu 2 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào? Gợi ý trả lời A nhỏ, đất. Quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh, tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều, rửa trôi các chất ba dơ dễ tan. Ca2+, Mg2+, K+, làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ oxit sắt Fe2O3 và oxit nhôm Al2O3 tạo ra màu đỏ vàng. Đất ferralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta. B nhỏ, sinh vật và cảnh quan thực vật. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng là rừng rậm nhiệt đới, lá rộng, thường xanh. Rừng thứ sinh với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa, rừng gió mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khô rụng lá, sa van, bụi gai nhiệt đới. Về động vật, thành phần các loại nhiệt đới chiếm ưu thế như họ đậu, vang, dâu tầm. Các chim thú nhiệt đới, nhiều nhất là công, tri, gà lôi, vẹt, khỉ, vượng, nai, hoẵng. Ngoài ra, các loài bò sát, ếch nhái, côn trùng cũng rất phong phú. Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất Feralit. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 47, sách giáo khoa, bài 10, địa lý 12. Câu 3. Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống. Gợi ý trả lời, A nhỏ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Những thuận lợi đó là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nông lâm kết hợp. Hệ thống kênh rạch chăn dịch tạo điều kiện phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Những khó khăn đó là khí hậu diễn biến thất thường, khó khăn cho canh tác, kế hoạch thời, nhiều sâu bệnh hại, nhiều thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bão, Đất dễ bị sói mòn, rửa trôi, nghèo dinh dưỡng. B nhỏ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống. Những thuận lợi đó là có điều kiện phát triển các ngành kinh tế như lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải và du lịch, đẩy mạnh các hoạt động khai thác, xây dựng, nhất là vào mùa khô. Mùa khô tạo điều kiện thuận lợi cho thu hoạch và phơi sấy các sản phẩm nông nghiệp. Những khó khăn đó là các hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân mùa khí hậu chế độ nước của sông ngòi độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc thiết bị nông sản các thiên tai như bão lũ lụt hạn hán hàng năm gây tổn thất rất lớn cho mọi ngành sản xuất gây thiệt hại về người và tài sản các hiện tượng thời tiết thất thường như dông lốc mưa đá sương muối rét hại khô nóng cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái